Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một chiếc đồng hồ Apple Watch. Hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể kết nối chiếc Apple Watch này với một cái điện thoại iPhone nhá. Thì sẽ có rất là nhiều cách để kết nối. Tuy nhiên thì mình sẽ có hai cái cách cơ bản. Đấy, hai cách cơ bản là tất cả các iPhone đều có thể kết nối được. Đấy. Đầu tiên thì các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng Watch như thế này ở trên iPhone nếu các bạn xóa đi rồi. Những iPhone nào chưa có thì các bạn lên App Store lại về nhá, nó đã mặc định rồi. Cái thứ hai là các bạn cần phải cập nhật cái iPhone này lên hệ điều hành mới nhất cho mình. Đấy, các bạn vào cài đặt này. Đấy. Cài đặt chung này, phần cập nhật phần mềm này, đấy, thì các bạn sẽ đợi nó load và cập nhật lên bản mới nhất cho mình nhá. iOS bao nhiêu thì các bạn cứ cập nhật lên cho mình, đấy. Sau đó các bạn sẽ sử dụng chiếc đồng hồ để bên cạnh chiếc iPhone như thế này. Các bạn nhớ bật Bluetooth lên cho mình như thế này nhá. Đấy. Sau đó tắt màn hình đi này, bật lại này. Bình thường nếu các bạn để cạnh nhau ấy thì nó sẽ hiện một cái thông báo lên đây để các bạn bắt đầu kết nối. Tuy nhiên ở đây nếu nó không hiện ấy, thì các bạn sẽ thực hiện cái thao tác cho mình. Đó là các bạn sẽ bấm vào cái chữ Y ở đây, đấy. Ở đây nó sẽ có chọn ngôn ngữ nhá. Thì các bạn sẽ chọn ngôn ngữ, ví dụ ở đây mình chọn tiếng Việt chẳng hạn. Đấy, ok, chọn tiếng Việt này. Rồi, chọn vùng Việt Nam này. Đó. Rồi, ok, đấy. Sau đó chúng ta sẽ nó sẽ hướng dẫn chúng ta là mở ứng dụng Apple Watch. Đây, thì mình sẽ mở ứng dụng Watch này lên. Đó. Và chúng ta sẽ bấm chữ bắt đầu ghép đôi. Đấy. Bắt đầu ghép đôi. Đấy. Nó sẽ hỏi là thiết lập cho chính tôi hay thiết lập cho thành viên gia đình, thì bạn sẽ ghi là thiết lập cho chính tôi. Đấy. Sau đó ngay lập tức này, các bạn thấy không? Nó sẽ hiển thị ra một cái camera này để các bạn quét cái mã trên cái ô này. Đối với trường hợp mà các bạn quét bình thường nhá, thì các bạn cứ quét bình thường là xong. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là nếu mà các bạn camera các bạn bị hỏng, bị lỗi và các bạn không thể quét được như thế này. Đây, camera các bạn có bị lỗi chẳng hạn, nó sẽ đen xì như này chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thực hiện cái thao tác là bấm vào chữ Y. Đó. Đấy, thì nó sẽ hiển thị cái tên này. Apple Watch 04462. Đấy. Thì các bạn sẽ chọn ghép đôi Apple Watch thủ công và các bạn kích vào. Đấy. Ngay lập tức các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có những cái thiết bị xung quanh, thì nó sẽ có các tên khác nhau và ở đây cái tên của nó sẽ là Apple Watch 04462. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Ở bên Apple Watch là 04462. Các bạn chọn cái tên này. Thì ở trên iPhone cũng thế, các bạn cũng sẽ chọn cho mình cái tên là Apple Watch 04462. Đấy, thì đấy là cái cách thứ hai đối với trường hợp mà camera các bạn bị hỏng, bị lỗi hay các bạn không thể quét được mã, thì chúng ta sẽ có cái cách là ghép thủ công như thế và các bạn sẽ chọn cái Apple Watch này và bắt đầu thực hiện các thao tác như bình thường. Đấy. Thì trên đây là cái cách hướng dẫn nhanh của mình về ghép đôi hai cách, một cái cách là quét mã camera, đấy, hai là cách ghép thủ công bằng cái mật khẩu, mật mã ở trên tên thiết bị. Đó, thì các bạn có thể vào trong playlist mình tham khảo thêm các clip khác nhé. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.